Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì tối hôm nay hiện tại Lộc đang có mặt tại Nha Trang. Thì tối hôm nay cuối tuần mọi người. Lộc sẽ quay đường phố Nha Trang cuối tuần để mọi người cùng xem nha. Tối hôm nay đường phố Nha Trang rất là đông luôn mọi người. Mọi người thấy không? Rất là đông khách du lịch đến Nha Trang để du lịch luôn mọi người. Mùa này mọi người có thể đi đến Nha Trang để du lịch. Nói chung là mùa này Nha Trang rất là đẹp luôn mọi người. Rồi Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo chung với Lộc nha. Đây Lộc đang đứng tại tháp Trầm Hương. Đây là tháp Trầm Hương nè mọi người. Tối hôm nay Nha Trang rất là đông luôn. Có những chiếc xích lô á mọi người. Đây có những chiếc xích lô khi mọi người đến du lịch Nha Trang á thì mọi người muốn đi dạo quanh một vòng Nha Trang á thì mọi người có thể thuê xích lô mọi người đi nha. Dạo quanh một vòng Nha Trang rất là tuyệt luôn. Rồi mọi người xem tháp Trầm Hương. Là ở bên chỗ quảng trường mọi người đang có hát tuồng rất là hay luôn. Xíu nữa Lộc sẽ đi qua Lộc quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là mùa này mọi người khách du lịch đến Nha Trang rất là đông luôn. Nói chung là bữa giờ là khách Trung Quốc đến Nha Trang rất là nhiều mọi người. Đây lúc Tết vẫn còn nữa mọi người. Mọi người có thể đến tại quảng trường. Mọi người có thể chụp hình nha. Wow, rất là đẹp luôn. Mọi người xem đường phố Nha Trang tối nay. Tối nay cuối tuần Nha Trang rất là đông luôn. Tại là mùa này Nha Trang khách du lịch đến rất là đông luôn mọi người. Mọi người thấy xe không? Tối hôm nay cuối tuần là xe kẹt xe luôn. Nhìn từ phía này mọi người có thể thấy tháp Trầm Hương diện mạo mới rất là đẹp luôn à. À mọi người thấy không? Đường phố Nha Trang tối nay rất là đông luôn. Hiện tại là đang chỗ quảng trường mọi người rất là đông luôn này. Khách Nha Trang cũng có mà khách du lịch cũng có rất là đông luôn. Wow, mọi người xem hồ này. Rất là nhiều hồ được trưng bày tại quảng trường luôn mọi người. Hôm nay có mọi người có thể đến chụp hình rất là đẹp luôn. Wow, rất là nhiều hồ luôn nha. Hình như mới vừa bỏ lại hồ mới sao mọi người à. Lúc Tết là Lộc thấy gần tàn hơn bây giờ rất là nhiều. Hồ mới không à. Wow, đẹp ghê mọi người. Mọi người xem cái tòa nhà nè. Nhìn ánh điện rất là đẹp luôn. Wow. Chung là tối hôm nay cuối tuần là rất đông người dân đến chụp hình tại đây luôn mọi người. Phố Nha Trang tối nay rất là đông luôn. Mọi xem là đẹp ghê mọi người. Là khách du lịch tối đi ra tại gần quảng trường chụp hình rất là đông luôn.
Mọi người xem bên chỗ dòng xây bên này dùng mới mở điện lên rất đẹp luôn ạ. Tại Lập đang đứng bên đây đường cái mọi người. Xíu nữa Lập sẽ đi qua, Lập sẽ quay hết tuần tại quảng trường để mình cùng xem nha. Người xem quảng trường tối nay nè. Chung là buổi tối mọi người, chung là khách du lịch về khách du lịch ở Nha Trang á, thường là tối hay ra quảng trường để vui chơi mọi người. Mùa này cũng Nha Trang cũng bị nóng rồi mọi người, nên tối tối khách du lịch đến Nha Trang về khách địa phương mọi người đến quảng trường chơi rất là đông luôn. Mọi người có đến địa điểm những địa điểm nổi tiếng tại Nha Trang thì mọi người đến khu du lịch Trung Bôn nha, khu du lịch Trung Bôn bên đó cảnh rất đẹp luôn. Xe mọi người thấy cái vòng quay không? Đó là khu du lịch Winburn đó mọi người. Rồi. Đó là đi vòng vòng ở đây là quay khúc chợ đêm để mọi người xem nha. Nhưng mà lâu rồi là cũng có quay chợ đêm mọi người. Nha Trang tối hôm nay cuối tuần rất là đông luôn. Khi mọi người đến Nha Trang thì mọi người có muốn mua sắm thì mà đối diện quảng trường á mọi người. Mọi người sẽ thấy chợ đêm Nha Trang nha. Tại đây thì bán rất là nhiều mặt hàng luôn mọi người. Đây là chợ đêm Nha Trang. Tại đây là bán rất là nhiều đồ luôn. Tại là khách du lịch đi vào chợ đêm rất là đông luôn. Đó là quay một khúc qua chợ đêm cho mình cùng xem nha. Và đây là gian hàng chợ đêm nè mọi người. Khi mọi người đến du lịch Nha Trang nha, mọi người có thể đến đây mua những đồ, bán rất là nhiều đồ tại đây luôn mọi người. Đây có những chiếc xích lô rồi mọi người, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi qua quảng trường để Lộc quay hát tuồng để mọi người cùng xem nha. Lộc cũng mới vừa quay lại chỗ tháp Trầm Hương rồi mọi người. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi xuống quay hát tuồng để mọi người cùng xem nha. Tối hôm nay cũng rất đông người dân đi ra quảng trường chơi luôn. Người xem đường phố Nha Trang tối nay nè. Tại nãy Lộc tính là Lộc đi quay đường cái, Lộc quay đi quay lại mọi người, nhưng mà đi quay lại thì rất là xe luôn. Đó, nên Lộc sẽ đi quay lại nên Lộc mới quay cho mọi người xem. Nói chung là Nha Trang mùa này rất là đông khách du lịch mọi người. Tối mọi người thuê chiếc xích lô mọi người đi dạo một vòng quanh Nha Trang rất là tuyệt vời luôn ha. Quá. Hát xong hả? Hát xong tuồng rồi mọi người ơi. Tính được quay là quay cho mọi người cùng xem mà hát xong rồi. Hát xong rồi. Rồi.
Tối hôm nay qua mình ngồi xem quảng trường tối nay nè. Tối hôm nay quảng trường rất là đông luôn. Wow, hiện tại là hết tuần xong rồi mọi người. Mày hết chỗ đây nè, mày hết xong rồi. À, buổi tối khách du lịch tới ra quảng trường chụp hình rất là đông luôn mọi người. Họ đi vòng vòng kia ra, đi vòng vòng kia quay xíu nữa. Đó là quay vòng vòng xíu quảng trường để mọi người cùng xem nha. Ủa, tối này đông ghê mọi người. Bên kia là Winburn đó mọi người. Mọi người thấy cái dòng xây không? Đó, dòng xây điện á. Bên đó là Winburn á, khu du lịch Winburn á. Tối hôm nay rất đông người dân đi ra tại quảng trường để vui chơi luôn. Đã lập vòng vòng ra quay biển cho mình cùng xem nha. Wow, mấy đứa nhỏ nó ra tại quảng trường nó chụp có tin mọi người. Wow, tối quê chắc quay biển mọi người thấy không? Mọi người xem ha. Nhìn từ phía này mọi người thấy thấy tháp Tùm Hương rất là đẹp luôn ha. Phía trên kia đèn quay quay là mọi người, trên đó là Skyline mọi người. Mọi người có thể buổi tối mọi người lên đó uống nước, mọi người nhìn xuống rất là đẹp luôn. Tối nay biển xa Nha Trang sóng rất là lớn luôn mọi người. Đây là quay biển cho mình cùng xem một khúc nha. Wow, mọi người xem biển Nha Trang tối nay nè. Dạ dạ. Wow, mùa này sóng biển rất là lớn luôn mọi người. Tối chỉ đi dạo mọi người, buổi tối mọi người đi du lịch đó, mọi người có thể đi dạo biển rất là hợp lý nè. Wow, mọi người thấy ánh đèn lung linh rất đẹp luôn mọi người hả. Lộc quay lại cho mọi người cùng xem lần nữa nha. Rồi Lộc cũng xin kết thúc video nha mọi người. Mọi người xem video thứ hai đăng ký kênh ủng hộ Lộc nha. Lộc có động lực làm những video mới á. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha.